cởi quần ra đi. Ê, anh ơi, anh có sao không? Ow. Ow, không sao. Không sao. À, anh tới rồi hả? Chị lâu không đâu. Sao cô phải làm việc này? Dạ, hồi sáng chị có tới lau rồi. Nhưng mà em cũng đang rảnh mà, em lau thêm cho nó sạch. Tối hôm qua tôi có email cho cô đó, nhận được chưa? Dạ em nhận được rồi. Nhưng mà em sao? Muốn nói với anh một điều này. Có gì không hiểu à? Sau này anh đừng xưng hô tôi với cô được không? Tại vì dù gì mình cũng làm chung rồi, xưng hô như vậy nghe không hay lắm. Không hay chỗ nào chứ? Khách hàng nghe sẽ cảm thấy anh không thân thiện. Luật sư thì phải thân thiện, thì khách hàng người ta mới tin tưởng giao hết mọi khó khăn cho luật sư được chứ. À, anh gọi em là em đi, tại vì em cũng nhỏ hơn anh mà. Tóm tắt lại nội dung công việc mà tối qua tôi email cho cô đi. Dạ em chưa đọc. Chưa đọc? Nhận được email đâu mà chưa đọc? Em không biết là phải đọc liền. Tôi thức tới đêm để email cho cô mà không đọc liền hả? Em xin lỗi. Mai mốt nhận em đọc liền. Nghe cho rõ nè. Trong email tôi gửi cho cô, vụ thứ nhất là vụ ly hôn của một ông chủ tiệm vàng. Cô liên hệ với ông chủ đó ha, tới đây gặp trực tiếp tôi để bàn. Được chưa? Vụ thứ hai là vụ tranh chấp hợp đồng giữa công ty rau quả với chủ siêu thị. Cô email cho bên siêu thị á, cung cấp hết những cái thông tin liên quan. Trong email tôi gửi cho cô á, có đề cập hết rồi ha, gửi cho họ. Còn vụ thứ ba thì nè. Cô sao vậy? Không theo kịp hả? Tranh chấp hợp đồng là cái gì anh? Luật tố tụng dân sự, luật lao động, luật doanh nghiệp, thương mại, luật hôn nhân gia đình. Đọc hết cho tôi trong vòng 4 ngày. 4 ngày? Đọc hết? Không đọc hết chứ gì. Được rồi, không sao đâu. Để tôi tuyển người khác vào. Không. Em đọc được. Em đọc hết. Để em đọc. Tôi nói rõ cho cô biết. Vị trí tôi tuyển cô vào đây là thư ký văn phòng này. Chứ không phải là lao công, đi quét dọn, đi pha trà rót nước như vậy. Nghe rõ chưa? Còn nếu như cô cảm thấy không kham nổi công việc này, xin nghỉ việc đi. Đừng có làm tốn thời gian của tôi. Dạ. À, anh ơi, anh có sao không? Ow. Ow, không sao. Ow. Không sao. Ow. Tại sao cái cây này để dưới nhà vậy hả? Làm xong thì phải dọn đi chứ. Anh ơi, cái... Anh cởi quần ra đi. Cái gì? Cởi ra, em may lại cho nhanh lắm. Không cần đâu, tôi tự lo được. Sao được, bây giờ anh đi ra ngoài mà gặp khách hàng là kỳ lắm. Anh cởi ra đi, em may có 5 phút thôi nha, cởi ra. Anh ơi, anh, em mai xong rồi nè, y như mới luôn. À, cảm ơn nha. Đây, em để đây nha, em đi ra ngoài xíu. Giấc mơ của mẹ
phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4, xem đồng thời trên Vion.